xin mời quý vị bạn tiếp tục trở lại với sân bóng đá trung tâm Sai An để theo dõi trận bán kết thứ hai, đó là cuộc đối đầu giữa FC Chùa Cồn và FC Thiện Vượng. Và trong trận thi đấu hôm nay thì bên phía cầu thủ FC Thiện Vượng sẽ mang trang phục áo xanh quần xanh, và bên phía cầu thủ FC Chùa Cồn sẽ mang trang phục áo trắng quần đen. Trọng tài bắt trong trận đấu này đó là ông Mạnh Vĩnh và ông Đình Nam, dưới phần bình luận của bình luận viên Văn Toại. Và trong trận bán kết 1 thì đã tìm ra chủ nhân cho suất đá tại vòng chung kết, đó là FC Anh Em Chèn. Và trong cái thi đấu này thì bên phía cầu thủ bên tay trái màn ảnh nhỏ của bạn đó chính là FC Chùa Cồn. Bên tay trái của các bạn đó là FC Thiện Vượng, và bên tay phải đó là FC Chùa Cồn. Và đội hình xuất phát bên phía cầu thủ Chùa Cồn bao gồm thủ thành Nguyễn Huân, số 09 Huy Di Maria, số 15 Trần Bàng, số 88 Nguyễn Nghĩa, số 29 Duy Linh, số 68 là Duy Mèo, và số 22 là Hải Gạo. Và bên phía cầu thủ Thiện Phượng sẽ xuất phát với đội hình gồm thủ thành Đem Ba Ba, số 86 Hoàng Phi, số 92 Điệp Nguyễn, số 10 Hồng Bỏ, số 06 Anh Duy, số 09 Duy Linh, và số 96 đó là Đỗ Kiệm. Một tình huống phát bóng lên rất cao. Bóng đã đi hết đường biên dọc, một tình huống biên cho cầu thủ Thiện Phượng tại khu vực sân nhà. Người thực hiện tình huống đá biên cho cầu thủ Thiện Phượng đó là Hoàng Phi. Đỗ Kiệm. Không một đường chuyền tới được cái địa chỉ đó là Duy Linh. Một tình huống chuyền bóng hướng tới vị trí của Huy Di Maria. Bóng lên cho cầu thủ Thiện Phượng, Điệp Nguyễn, Đỗ Kiệm. Huy. Đã có tình huống để bóng chạm tay của cầu thủ mang số áo 68 Duy Mèo. Và Hoàng Phi đang bị đau. Hoàng Phi đã đứng lên và có thể tiếp tục thi đấu. Một tình huống cố định từ phần sân nhà cho cầu thủ Thiện Phượng. Đem Ba Ba. Hoàng Phi, một tình huống phát bóng lên rất cao. Một tình huống chuyền hỏng đến từ Duy Mèo. Bóng trở về kiểm soát cầu thủ Thiện Phượng. Nguyễn Nghĩa. Duy Mèo. Phá bóng rất nguy hiểm đến từ Duy Mèo. Nếu nó có một tình huống thoải mái cho Hùng Bò thì rất có thể cơ hội sẽ đến với cầu thủ Thiên Phượng. Đá biên cho Thiên Phượng. Điệp Nguyễn. Điệp Nguyễn có thể dứt điểm ngay. Không có một khoảng trống đủ rộng cho Điệp Nguyễn có thể tung ra tình huống dứt điểm. Hùng Bò. Duy Ninh. Hoàng Phi. Một tình huống hướng bóng đến cột xa của Hoàng Phi. Một tình huống phá bóng an toàn đến từ Hải Gạo. Đá biên cho Thiện Phượng. Bóng trở về chân của quý ông người Pháp Đen Ba Ba. Anh Duy.
quyết định phá bóng này của Duy Ninh. Điệp Nguyên. Đá biên cho cầu thủ Chua Cồn. Duy Mèo. Nguyễn Huận. Đỗ Kiệm. Bóng được phất lên rất cao. Bóng trở về tay Thu Thành đem 3-3. Đem 3-3. Một tình huống kiểm tra sức khỏe Thủ Thành Nguyễn Huân đến từ phía Thủ Thành đem 3-3. Và trong ngày thi đấu này thì Duy Linh và các đồng đội sẽ phải đối đầu với một đội tuyển rất mạnh, đó là đến từ thị trấn Cồn, đó là FC Chùa Cồn. Một đường bóng được phát lên rất cao. Bóng đã đi hết đường biên dọc. Một tình huống đá biên bên phía hành lang cánh trái các cầu thủ FC Thiên Phượng. Và người thực hiện vẫn không ai khác, đó chính là Điệp Nguyễn, một cầu thủ đến từ xã Hải Minh. Đỗ Kiệm, Hùng Bỏ. Một đường chuyền là không có địa chỉ của Hoàng Phỉ. Thì Duy Linh đã chủ động lui về. Đem 3-3. Đã có tình huống tỷ lệ không đúng luật của Đỗ Kiệm với vị trí của Trần Bảo, cố định từ phần sân nhà cho cầu thủ Chùa Cồn. Duy Mèo. Một đường chuyền là hơi cao của Duy Mèo hướng tới vị trí của Hải Gạo. Điệp Nguyên. Tốc độ của Điệp Nguyên. Duy Đình, một khoảng trống cho Duy Đình có thể dứt điểm ngay. 1-0. Một tình huống bỏ quên Duy Đình và cầu vệ bên phía cầu thủ Chùa Cồn. 1-0. Bàn thắng đã đến rất sớm với cầu thủ Thiện Vượng. Khi người được trao cơ hội đó là người chơi cao nhất trong cầu thủ, trong đội hình cầu thủ Thiện Vượng, đó là Duy Ninh. 1-0 cho Thiện Vượng. Duy Ninh. Nguyên Nghĩa. Tình huống phá bóng của Duy Linh. Đá biên cho Thiện Phượng. Người thực hiện đó là anh Duy. Bóng trở chân người. Đem 3-3. Người chạm bóng cuối cùng đó là Đỗ Kiệm. Bóng lên cho cầu thủ Chùa Cồn. Đó,
Quyền đá biên tiếp theo thuộc về cầu thủ Chùa Cồn. Hai cao. Người vừa giải nguy cho cầu thủ Thiên Vượng đó là anh Duy. Đá biên cho Chùa Cồn. Duy Mèo. Bóng trở về tay Quý Ông người Pháp đem ba ba. Bóng lên cho cầu thủ Chùa Cồn. Bóng vẫn còn trong sân. Huy Đình Maria. Một cơ hội đã mở ra với các thủ Chùa Cồn. Và người dứt điểm cuối cùng đó là Huy Đình Maria. Một tình huống băng lên dứt điểm rất nhanh của Huy Đình Maria. Những đường bóng còn rất cao. Xoay không thành, thủ thành đem ba bên. Ba ba bên phía các thủ Thiên Phượng. Chưa bàn thắng gỡ và các thủ Chùa Cồn. Một tình huống dàn xếp tấn công là hay đến từ phía các thủ Chùa Cồn. Điệp Nguyễn Duy Ninh. Tốc độ của Điệp Nguyễn. Bóng không tới được. Quyết định dứt điểm ngay. Sẽ có tình huống bóng lên cho thủ Chùa Cồn mà thôi. Sẽ có tình huống cố định ở rất gần khung thành, thủ thành đem ba ba cho các thủ Chùa Cồn. Sẽ là cơ hội cho thủ Chùa Cồn. Tình huống quyết định đá phạt nhanh của thủ Chùa Cồn. Và người dứt điểm đó là Duy Mèo. Bóng chỉ đi lệch khung thành, thủ thành đem ba ba trong găng tấc mà thôi. Đá biên cho cầu thủ Thiện Phượng. Anh Duy. Đem ba ba. Đô Kiệm. Hùng Bò. Tiểu chuyển bóng lên rất sâu của Hùng Bò. Bóng không tới được cái đầu của Duy Ninh. Nguyễn Nghĩa. Duy Mèo. Tiếng bỏ bóng rất chủ động đến từ Hoàng Phỉ. Và vị trí tiền đạo chơi cao nhất bên phía thủ Chùa Cồn đó là Hải Gạo đã giật mình. Đá biên cho cầu thủ Thiên Phượng. Quyền đá biên tiếp theo thuộc đến cầu thủ Thiên Phượng. Điệp Nguyên. Một tình huống cài đè là hay của Hồng Bỏ, nhưng còn đó là tốc độ của Hồng Bỏ. Bóng lên cho cầu thủ Chùa Cồn. Trần Bảng. Một tình huống chuyền bóng rất nhạy cảm của Điệp Nguyễn. Hồng Bò dứt điểm ngay. Một tình huống dứt điểm hướng về khung thành, thủ thành Huân Nguyễn.
vẫn còn hơi nhẹ của Hồng Bỏ. Duy Đình, Hoàng Phi, Nguyễn Nghĩa, Trần Bảng. Bóng trở về kiểm soát của thủ Thiên Phượng. Hùng Bò có thể dứt điểm ngay. Một tình huống dàn xếp tấn công rất có ý đồ đến từ phía các thủ Thiên Phượng. Và người dứt điểm rất hiệu đà đó là anh Duy. Những bóng đi trúng vào vị trí của thủ thành huấn luyện bên phía thủ trưởng ổn. Phạt góc cho thủ Thiên Phượng. Thì người chạm bóng cuối cùng đó là Nguyễn Nghĩa bên phía thủ chùa cổ. Không có tình huống dứt điểm ngay của Duy Đình. Phản công cho chùa cổ. Trần Bảng đem bao thủ hôn đem bao bên phía thủ Thiên Phượng đã băng lên rất cao. Và anh đã làm chủ tình hình. Hùng Bỏ. Mất bóng nguy hiểm, Duy Đình. Không có tình huống dứt bóng, dứt điểm trung bóng của Duy Đình. Và cơ hội đã trôi qua với cầu thủ Thiện Phượng. Cơ hội rất rõ ràng. Đã có một thẻ vàng đã được rút ra tại hiệp 1 của trận bán kết này. Thẻ vàng thuộc về Huy Di Maria. Quyết định dứt điểm ngay của Điệp Nguyên. Bóng đi thiếu chính xác về phía khung thành thủ thành Ngôn Nguyên. Đá biên từ khu vực giữa sân đến với các thủ Thiên Phượng. Duy Ninh, Điệp Nguyên. Một tình huống dứt điểm bóng nối rất bất ngờ của Đỗ Kiệm bên phía thủ Thiên Phượng. Phật bóng lên rất cao. Bóng vẫn còn trong sân. Một nỗ lực của Hải Gạo. Duy Mèo dứt điểm ngay. Bóng đã chạm cái chân của Hoàng Phi đổi hướng. Xem chút nữa là có bàn thắng gỡ hòa theo thủ chùa cồn. Thì người chạm bóng cuối cùng đó là Hoàng Phi. Trần Bảng. Một tình huống rất đẹp ngay của Trần Bảng. Anh Duy, Đỗ Kiệm, Nguyễn Nghĩa, đá biên cho chỗ cồn, Huy Di Maria, quyết định qua người không thành công của Huy Di Maria, mở ra một tình huống phản công cho thủ Thiên Phượng dứt điểm ngay. Hai tình huống dứt điểm liên tục đến từ phía cầu thủ Thiện Phượng nhưng chưa bàn thắng nâng tỷ số trận đấu cho cầu thủ Thiện Phượng. Người dứt điểm liên tục về phía khung thành thủ thành huấn luyện bên phía cầu thủ chùa cồn đó là anh Duy. Bóng trở về tay thủ thành đem ba bà. Rất nhiều những tình huống lộn xộn trước trung thành không thành thủ thành huấn luyện. Hùng Bỏ dứt điểm từ xa. Không có tiếng còi là vang lên khi Trần Ban đã có tình huống bóng chạm tay. Nhưng
Thì ông Trần Bang bóng chạm tay khi tay đã được khép sát người. Huy Di Maria từ hướng xin bóng nhưng không chủ động đến từ Nguyên Nghĩa. Duy Linh quyết định phá bóng ngay qua Duy Mèo. Trần Bản một tình huống chuyền bóng là hơi vội vàng của Trần Bản. Duy Ninh, Điệp Nguyên, Hải Gạo phản công cho Chùa Cồn. Trọng biên là rất hay, Trần Bản một tình huống căng ngang không thực sự được tốt đến từ Trần Bản. Khi khoảng trống đã mở ra cầu thủ Chùa Cồn. Quyết định phá bóng an toàn của Linh Gỗ bên phía cầu thủ Chùa Cồn. Đá biên cho Thiên Phượng. Quyền đá biên tiếp theo thuộc về cầu thủ Thiên Phượng. Quý bạn đang được theo dõi trận bán kết thứ hai tại giải bóng đá thường niên sân bóng đá Hải An Cúp Nội Thất Tâm Hạch lần thứ nhất năm 2023. Đó là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng được đánh giá rất cao, đó là FC Chùa Cồn và FC Thiên Phượng. Và tỷ số hiện tại trên sân đang là 1-0 nghiêng về cầu thủ Thiên Phượng. Xin chúc quý vị và các bạn có một buổi tối thật thư giãn bên lề sân cỏ. Xin cảm ơn. Đem ba bạn. Đá biên được cầu thủ Chùa Cồn. Tình huống phát bóng lên rất cao của thủ thành Nguyễn Nguyên với một tình huống đá biên không có một điểm chạm nào cả. Tình huống bước một không thực sự được tốt đến từ Đỗ Kiệm. Sẽ có tình huống đá biên tại khu vực sân nhà cho cầu thủ Chùa Cồn. Duy Mèo lưới đã dùng nhưng bàn thắng sẽ không được công nhận bởi đó là một tình huống bóng chết, bóng biển. Quyết định qua người không thành công của Điệp Nguyên khi người chủ động đó là Huy Di Maria. Một đường chuyền là hơi vội vàng của Duy Mèo và một đường bóng không có địa chỉ lên tuyến trên đến từ Duy Mèo. Anh Duy, tốc độ của anh Duy, bóng vẫn còn trong sân. Quyết định phá bóng của Trần Bảng. Duy Mèo, Hải Gạo, không có một đường chuyền đến từ Hải Gạo hướng tới vị trí của Nguyễn Nghĩa. Đá biên cho Thiên Phượng. Đỗ Kiệm Hải Gạo, ngay sau đó thì Đỗ Kiệm đã lùi về rất sâu để thu hồi bóng cho cầu thủ Thiên Phượng. Hoàng Huy có thể dứt điểm ngay. Bóng đã chạm những đầu ngón tay của thủ thành Uân Nguyên bên phía cầu thủ Chùa Cồn. Phạt góc cho Thiên Phượng. Dứt điểm này
quyết định dứt điểm ngay của Đỗ Kiệm và bóng đi thiếu chính xác. Một thế trận lên công về thủ rất đáng xem trong trận bán kết thứ hai. Đem ba ba Hùng bỏ tiếp tục trở về với thủ thành Đem ba ba. Trần Bảng quyết định chơi lăn xả đến từ Duy Linh. Qua người rất tốt, không có một tình huống dứt điểm thoải mái đến từ Hải Gạo. Bóng lên cho cầu thủ Thiên Phượng Duy Ninh. Anh gì Hùng Bò quyết định dứt điểm ngay của Hùng Bò chứ không phải một đường sọc khe cho vị trí đang di chuyển đó là Duy Ninh. Bóng trở về kiểm soát cầu thủ Thiên Phượng. Hoàng Phi. Anh gì? Anh gì? 2-0, 2-0 cho cầu thủ Thiên Phượng. Một tình huống bắt bóng để bóng ói ra của huấn luyện và một cơ hội đã đến với cầu thủ Thiên Phượng. 2-0. Và sẽ có tình huống trích và cho thủ cho cồn khi yêu cầu đã được đưa ra. Quyết định đã được đưa ra, 2-0 cho thủ Thiên Phượng. Linh Gô bóng trở về chân cầu thủ Thiên Phượng. Đỗ Kiệm 3-0 bàn thắng đã đến liên tục với cầu thủ Thiên Phượng. Cách biệt đã là vào bản. Và chỉ có 2 phút thi đấu chính thức trong hiệp 1 cho những cố gắng và nỗ lực của cầu thủ Chùa Cổn. Linh Gô, Nguyễn Huẩn. Anh gì? Hùng Bò dứt điểm ngay. Một tình huống dứt điểm hướng bóng lên cột xa rất tốt của Hùng Bò. Không có một điểm chạm đến từ Đỗ Kiệm. Người vừa cắt bóng đó là Hoàng Phi. Sẽ có tình huống đá biên cho cầu thủ Chùa Cồn.
và đã đóng bóng, bóng đã đi hết đường biên ngang. Không, sẽ có một tình huống biên cho cầu thủ Thiện Phượng. Đem ba bản Điệp Nguyên, Hùng Bỏ, Đỗ Kiệm giật tay Hoàng Phi. Một tình huống dứt điểm bị trượt cái chân trụ của Hoàng Phi và bóng đá biên cho cầu thủ Chùa Cồn. Duy Mèo sẽ có bóng lên cho cầu thủ Thiên Phượng. Điệp Huyên quyết định qua người, rất tay của Điệp Huyên, tốc độ của Điệp Huyên. Duy Ninh đã di chuyển. Hải Gạo phản công thủ cho Cồn. Huy Đi Maria cơ hội, quyết định dứt điểm ngay của Huy Đi Maria. Và sẽ có 2 phút bù giờ cho hiệp 1 của cuộc đối đầu giữa FC Chùa Cồn và FC Thiên Phượng. Bóng trở về tay của thủ thành Đem Ba Ba. Duy Mèo, Trần Bảng rất tẩy Huy Đi Maria. Không có tình huống dứt điểm đến từ Hải Gạo. Một đường trượt hơi sở lưng của Huy Đi Maria hướng tới vị trí của Hải Gạo. Đã có tình huống chuồn chuồn bay vào mắt của Hùng Bỏ. Duy Mèo bóng trở về kiểm soát cầu thủ Chùa Cồn. Trần Bảng, Duy Mèo phản công. Tình huống dứt điểm là hay quả Duy Mèo. Hoàng Phi, Điệp Huyên một đường chuyền là hơi với hướng tới vị trí của Duy Ninh. Duy Ninh sinh năm 1987 và anh đang thi đấu như những người đàn ông quyền phổi trên sân. Và hiệp một của trận đấu cũng đã khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về cầu thủ Thiên Phượng. Và các cầu thủ của cả hai đội bóng chúng ta sẽ có 10 phút nghỉ giải lao để đến với hiệp 2 của trận bán kết này. Chào mừng bạn đến với Meta, đối tác tạo nên ngôi nhà hoàn hảo của bạn. Với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng, chúng tôi tự hào là đơn vị uy tín chuyên về thiết kế và thi công công trình xây dựng. Đến với chúng tôi, bạn sẽ được trải nghiệm thiết kế độc đáo. Bất kỳ ý tưởng nào bạn có, chúng tôi sẽ biến chúng thành hiện thực với những ý tưởng sáng tạo và đội ngũ kiến trúc sư tài năng. Thi công chất lượng, sự tận tâm và kỷ luật trong từng bước thi công, đảm bảo rằng công trình của bạn sẽ hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng tốt nhất. Nhận thi công trọn gói, đừng lo lắng về việc phải tìm nhiều tổ đội khác nhau. Chúng tôi cung cấp dịch vụ nhận thi công trọn gói, giúp bạn tiết kiệm ngân sách, thời gian và công sức. Chúng tôi cam kết ngôi nhà của bạn được xây dựng thẩm mỹ và bền vững, với chính sách bảo hành tận tình, chu đáo.
liên hệ với chúng tôi qua hotline 0982 832 982, văn phòng đại diện khu Cao An, thị trấn Cồn, Hải Hậu, Nam Định để được kiến trúc sư Đỗ Phúc tư vấn miễn phí và bắt đầu xây dựng ước mơ của bạn. Thị nội thất Tâm Hoạch, một doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực cung cấp vật liệu hoàn thiện hàng đầu tại Hải Hậu, Nam Định. Với định hướng rõ ràng luôn đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt nhất, giá thành hợp lý nhất. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tư vấn, thiết kế 3D miễn phí tại chân công trình sẽ đem đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất. Hãy đến với chúng tôi, số điện thoại liên lạc 0384 138 748. Xin nhắc lại 0384 138 748. Văn phòng tiếp nhận hồ sơ lái xe ô tô hạng B1, B2, C, nâng hạng D, E, F, C Đức Thiện, hotline 0367 711 315, địa chỉ 67, Hải An, Hải Hậu, Nam Định. Quán ăn Cô Lành, chuyên bán bún, phở, lẩu, cháo lòng tiết canh, địa chỉ 62, Hải An, Hải Hậu, Nam Định. Chào mừng bạn đến với Meta, đối tác tạo nên ngôi nhà hoàn hảo của bạn. Với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng, chúng tôi tự hào là đơn vị uy tín chuyên về thiết kế và thi công công trình xây dựng. Đến với chúng tôi, bạn sẽ được trải nghiệm thiết kế độc đáo. Bất kỳ ý tưởng nào bạn có, chúng tôi sẽ biến chúng thành hiện thực với những ý tưởng sáng tạo và đội ngũ kiến trúc sư tài năng. Thi công chất lượng, sự tận tâm và kỷ luật trong từng bước thi công, đảm bảo rằng công trình của bạn sẽ hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng tốt nhất. Nhận thi công trọn gói, đừng lo lắng về việc phải tìm nhiều tổ đội khác nhau. Chúng tôi cung cấp dịch vụ nhận thi công trọn gói, giúp bạn tiết kiệm ngân sách, thời gian và công sức. Chúng tôi cam kết ngôi nhà của bạn được xây dựng thẩm mỹ và bền vững với chính sách bảo hành tận tình, chu đáo. Liên hệ với chúng tôi qua hotline 0982 832 982, văn phòng đại diện khu Cao An, thị trấn Cồn, Hải Hậu, Nam Định để được kiến trúc sư Đỗ Phúc tư vấn miễn phí và bắt đầu xây dựng ước mơ của bạn. Siêu thị nội thất Tâm Hoạch, một doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực cung cấp vật liệu hoàn thiện hàng đầu tại Hải Hậu, Nam Định. Với định hướng rõ ràng luôn đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt nhất, giá thành hợp lý nhất. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tư vấn, thiết kế 3D miễn phí tại chân công trình sẽ đem đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất. Hãy đến với chúng tôi, số điện thoại liên lạc 0384 138 748. Xin nhắc lại 0384 138 748. Văn phòng tiếp nhận hồ sơ lái xe ô tô hạng B1, B2, C, nâng hạng D, E, F, C Đức Thiện, hotline 0367 711 315, địa chỉ 67, Hải An, Hải Hậu, Nam Định. Quán ăn Cô Lành, chuyên bán bún, phở, lẩu, cháo lòng tiết canh, địa chỉ 62, Hải An, Hải Hậu, Nam Định. Và xin mời quý vị bạn tiếp tục quay trở lại với sân bóng đá trung tâm Sài Gòn để theo dõi hiệp đầu thứ hai trong trận bán kết này giữa FC Thiên Phượng và FC Chùa Cổn. Và tỷ số hiện tại trên sân đang là 3-0 nghiêng về cầu thủ FC Thiên Phượng. Và trong trận đấu thứ hai thì bên phía cầu thủ Chùa Cổn có sự thay đổi người, khi người rời sân là Nguyễn Nghĩa và vào sân đó là thủ thành Duy Hiếu.
Và bên phía cầu thủ Thiện Phượng cũng có sự thay đổi người khi Đỗ Kiệm là người rời sân và thay vào đó là Minh Quyết. Duy Hiếu. Một tình huống bóng rất vui vẻ của Duy Ninh. Đá biên cho cầu thủ Chùa Cồn. Tiếp tục là một tình huống đá biên tiếp theo đến với cầu thủ Chùa Cồn. Linh Cô. Một tình huống dứt điểm không thành công của Minh Quyết. Nguyễn Hiếu. Linh Cô. Bóng vẫn còn trong sân. Hải Gạo. Quyết định phá bóng của Hoàng Phi. Phạt góc cho Chùa Cồn. Hải Gạo. Trần Bảng. Huy Đi Maria. Một tình huống nửa chuyền nửa sút của Nguyễn Huân. Đội bóng là không có địa chỉ của Nguyễn Huân. Đá biên cho Thiên Vượng tại khu vực sân nhà. Bóng trở về kiểm soát cầu thủ. Sẽ có tình huống phạt góc cho cầu thủ Thiên Phượng. Một quyết định dứt điểm ngay không thành công của Duy Ninh. Tốc độ của Duy Mèo. Huy Đi Maria. Bóng qua không qua được cái chân của Hoàng Phi. Anh Duy. Điệp Nguyễn. Minh Quyết. Sao ở đây, xuống đây. Về Quyết. Anh Phi. Huấn luyện dứt điểm ngay. Không có tình huống bằng cắt của Di Mèo. Khi một đường chuyền rất bất ngờ đến từ huấn luyện bên phía thủ Chùa Cồn đã đặt Di Mèo vào một tình huống có thể ghi bàn. Và bên phía thủ Chùa Cồn có sự thay đổi người tiếp theo khi Hải Gạo sẽ người rời sân. Và người vào sân đó là Nguyên Bảng. Đem ba bà Hoàng Phi. Và bên phía ngoài sân thì chủ tịch của đội bóng FC Thiện Phượng đã khởi động. Ăn cái gì em điện luôn nhỉ? Nhiều thịt nha, nhớ nhiều thịt nha. Không ăn tim mình ạ. Anh Duy. Một tình huống dứt điểm không thành công của Duy Ninh. Một đường chuyền hơi khó của Duy Hiếu hướng tới vị trí của Huân Nguyên. Sẽ có tình huống đá biên cho thủ Thiên Phượng. Hùng Bỏ.
sẽ có tình huống đổi đá biên cho cầu thủ Chùa Cồn. Thì Hùng Bò đã thực hiện tình huống đá biên khi bóng vẫn còn đang lăn. Nguyễn Huẩn, một tình huống đâm bóng an toàn đến từ thủ thành đem ba bảng. Đá biên cho Thiện Phượng tại khu vực sân nhà. Điệp Nguyễn, đá biên tiếp theo thuộc về cầu thủ Thiện Phượng. Điệp Nguyễn, Duy Đình, Điệp Nguyễn dứt điểm ngay. Một phản xạ là rất tốt đến từ thủ thành Duy Hiếu bên phía cầu thủ Chùa Cồn. Người dứt điểm cuối cùng đó là Minh Quyết. Một đường chuyền là rất có ý đồ của Điệp Nguyễn. Bóng vẫn trong chân cầu thủ Chùa Cồn. Huân Nguyễn dứt điểm ngay. 1-3. Một tình huống dứt điểm rất bất ngờ của Huân Nguyễn. Bên phía cầu thủ Chùa Cồn có một tình huống power play. Và Huân Nguyễn là một thủ môn đã được dâng lên đá cao. Và thay vào đó là thủ thành Duy Hiếu. Và Huân Nguyễn đã có một tình huống dứt điểm tranh bản. Một tình huống dứt điểm bóng đi rất căng. Huân Nguyễn một thoáng chần chừ và cơ hội đã trôi qua với cầu thủ Chùa Cồn. Một đường chuyền rất sắc nét đến từ Huân Nguyễn hướng tới vị trí của Huy Di Maria. Đá biên cho cầu thủ Chùa Cồn. Nguyên Vàng không có tình huống đập nhả ngay giữa Huy Di Maria và Nguyên Vàng. Duy Hiếu, cơ hội đã đến với Duy Đình, có thể dứt điểm không? Không có một tình huống dứt điểm ở một tư thế thoải mái cho Duy Đình. Khi người đã lùi về rất nhanh phòng ngự đó là Trần Bảng bên phía cầu thủ Chùa Cồn. Và tỷ số của trận đấu đã là 3-1 cho cầu thủ Thiện Phượng. Quyền đá biên thuộc về cầu thủ Thiên Phượng. Anh Duy, Nguyên Vàng, Hùng Bò dứt điểm ngay. Bóng đã rơi cột rào khung thành thủ thành Duy Hiếu bên phía cầu thủ Chùa Cồn. Chưa bàn thắng tiếp theo cho thủ Thiện Phượng. Liên tục có tình huống sóng gió và sóng gió đã trôi qua trong khung thành thủ thành Duy Hiếu bên phía cầu thủ Chùa Cồn. Và bên phía cầu thủ Thiện Phượng có sự thay đổi người tiếp theo. Khi người rời sân đó là Hùng Bò và thay vào đó là Công Bằng. Hùng Bò sẽ rời sân. Công Bằng sẽ vào sân với một lối chơi phòng ngự số đông cho cầu thủ Thiện Phượng. Công Bằng dứt điểm ngay.
Một cú la lai bác bên phía anh làm cánh phải của anh Duy. Những bóng đi thiếu chính xác về khung thành thủ thành. Duy Hiếu bên phía cầu thủ Chùa Cổn. Bóng lên cho Chùa Cổn. Bóng vẫn còn trong sân. Điệp Nguyên. Một điều chuyển rất hay. Một tình huống bắt người lỗi của cầu thủ Chùa Cổn. Và nếu có sự chính xác của anh Duy thì các cầu thủ Chùa Cồn sẽ phải trả giá bằng một bàn thắng. Bóng biên đưa cầu thủ Chùa Cồn. Linh Cô. Một tình huống bỏ bóng rất kinh nghiệm của Ba Bà. Công bằng. Áp sát rất nhanh. Không có một đường chuyển thành công của Huân Nguyên. Một cầu thủ có tốc độ cá nhân rất tốt bên phía cầu thủ Chùa Cồn. Đã bằng nền rất nhanh trong tình huống. Ngay sau đó là một tình huống chuyền bóng. Đúng là một cái chân của một thủ môn. Bóng không tới được vị trí của Nguyên Vàng. Quyền đá biên thuộc về cầu thủ Thiên Phượng. Điệp Nguyên. Minh Quyết. Anh Duy. Phản công từ Chùa Cồn. Đường chuyền của Ninh Ngô hướng tới vị trí của Nguyên Vàng là hơi mạnh. Duy Mèo. Bóng trở về chân của thủ thành Duy Hiếu. Duy Hiếu. Trần Bảng. Người đánh chặn rất tốt đó là Duy Mèo. Bóng vẫn trong chân cầu thủ Thiên Phượng. Sẽ có tình huống cố định cho cầu thủ Thiên Phượng. Thì người vừa phạm lỗi với Điệp Nguyễn đó là Nguyên Bảng. Công bằng rất điểm ngay. Điệp Nguyễn quả người rất tay Duy Ninh. Không có tình huống phối hợp thành công giữa Duy Ninh. Công bằng. Duy Ninh. Mất bao nhiêu quả. Mất quá tiếc quá nhiều. Anh Duy đang tỏ ra bị đau. Và anh Duy cần sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Thầy ơi. Thầy ăn vào đi. Vào đây. Bằng anh Linh. Bên phía cầu thủ Thiện Phượng có sự thay đổi người rồi. Khi anh Duy sẽ người rời sân và người vào sân đó là Hình Nguyễn. Sẽ là những thiệt thòi cho cầu thủ Thiện Phượng khi anh Duy đã phải rời sân trong những bước đi tập tranh. Tiếp tục là tình huống đá phạt góc cho cầu thủ Thiện Phượng. Điệp Nguyên. Một tình huống dứt điểm bóng rất nhạy cảm của Minh Quyết.
thắp hình thôi anh ơi. Bóng lên cho chỗ cổn. Trần Bảng. Định phá bóng này của Hình Nguyên. Đá biên đưa thủ cho cổn. Duy Hiếu. Duy Hiếu. Trần Bảng. Huân Nguyên. Tình huống quyết định dứt điểm ngay của Huân Nguyên. Huân Nguyên sẽ là một cái trận, một cái tên sẽ được chăm sóc rất nhiều tại những phút còn lại của hiệp hai trong trận bán kết hai trong buổi tối hôm nay. Hướng bước một rất gọn gàng đến từ Huy Di Maria. Linh Cô. Huân Nguyên. Một đường chuyền hỏng của Huân Nguyên. Rất điểm ngay. Một tình huống rất điểm tiếp theo không thành bàn của Minh Quyết. Cơ hội đã được trao cho Minh Quyết là rất nhiều. Hình Nguyên. Điệp Nguyên. Quyết định dứt điểm ngay chứ không phải một tình huống chuyển bóng cho Duy Đình hay người băng lên từ tuyến dưới, đó là Hoàng Phỉ. Quá nhiều tình huống. Rất nhiều tình huống bóng nguy hiểm đã xảy ra tại hiệp đấu thứ hai của trận bán kết thứ hai trong buổi tối hôm nay. Minh Quyết. Quyết định phá bóng an toàn đến từ Nguyên Bảng. Nguyên Bảng một cầu thủ rất trẻ đến từ doanh nghiệp vàng Ngọc Ánh, thị trấn Cổn. Sẽ có tình huống cố định cho cầu thủ Thiên Phượng. Người thực hiện tình huống cố định cho cầu thủ Thiên Phượng rất có thể đó chính là Điệp Nguyễn. Quyết định dứt điểm ngay với tính chất an toàn của Duy Ninh. Quảng người rất tay. Không có tiếng còi vang lên. Và bóng vẫn lăn. Duy Ninh. Bóng trở về kiểm soát cầu thủ Thiên Phượng, công bằng 3-3. Huân Nguyên. Nguyên Bảng. Trần Bảng. Bóng trở về kiểm soát của thủ thành đem 3-3. Ba bà. Và bên phía cầu thủ Chùa Cồn có sự thay đổi người tiếp theo. Khi Nguyên Vàng sẽ người rời sân. Và người vào sân đó là Tụng Dô Dô. Đẩy đi em ơi.
cộng là cái đi. Đá đi. Huấn luyện. Huấn luyện. Một đường chuyển rất tay hướng tới vị trí của Huy Đi Ma đây à. Một tình huống rất điểm ngay của Huy Đi Ma đây à. Và bóng đi thiêu chính xác. Hướng về phía khung thành thủ thành Đa Ma Ba. Bóng lên cho Thiên Phượng. Mình quét. Một tình huống cố định cho cầu thủ Thiên Phượng. Trên này. Một tình huống xin còi đến từ Điệp Nguyên. Điệp Nguyên. Huấn. Bóng trở về kiểm soát cầu thủ cho còn Tổng Dô Dô. Huy Đi Maya có thể dứt điểm ngay. Tình huống tấn công rất nhanh đến từ phía thủ chùa cồn. Họ đang chơi rất sòng phẳng với cầu thủ FC Thiên Phượng. Tổng Dô Dô. Bóng lên cho Thiên Phượng. Khi người chạm bóng cuối cùng đó là Duy Mèo. Công bằng. Hướng phát bóng lên rất cao hướng tới vị trí của Minh Quyết. Những người chủ động đó là Trần Bảng. Huy Đi Maria. Và sẽ có tình huống đá biên tại khu vực sân nhà cho cầu thủ Thiên Phượng. Người thực hiện đó là Hình Nguyên. Một đường chuyền bị lỗi đến từ Điệp Nguyên. Một trường hợp rất ít xảy ra khi người cầm bóng đó là Điệp Nguyên. Duy Mèo. Linh Cô. Quyền đá biên tiếp theo thuộc về cầu thủ chùa cồn. Trần Bảng. Bóng trở về kiểm soát cho cầu thủ Thiện Phượng. Duy Ninh. Huân Nguyên. Một bước một không thực sự được tốt đến từ Huy Đi Maria. Công bằng. Minh Quyết. Một đường chuyền bị hỏng đến từ Minh Quyết. Thì Hoàng Phi đã người băng lên và sẵn sàng cho một tình huống dứt điểm cho cầu thủ Thiên Phượng. Huân Nguyên. Một đường bóng lên rất cao. Minh Quyết. Hình Nguyên. Bước một rất gọn gàng đến từ Điệp Nguyên. Người đã có tình huống đẩy người. Và bên phía cầu thủ chưa còn có sự thay đổi người khi Huy Đi Maria sẽ rời sân. Và người vào sân đó là Đạt Bé.
Người đang bị đau trên sân đó là Linh Gô bên phía thủ Chùa Cồn. Tình huống bóng cố định tại phần sân nhà đến với cầu thủ Chùa Cồn. Một tình huống. Và chỉ còn 4 phút thi đấu chính thức cho hiệp đấu thứ hai của trận bán kết hai. Cho những nỗ lực của cầu thủ Chùa Cồn. Di Mèo sẽ có bóng lên cho thủ Chùa Cồn khi người chạm bóng cuối cùng đó là Minh Quyết bên phía cầu thủ Thiên Phượng. Linh Cô một tình huống đá biên tiếp theo cho cầu thủ Chùa Cồn. Lần này người thực hiện đó là Trần Bảng. Duy Hiếu liên tục một tình huống bóng cố định đã diễn ra. Đạt Bé quyết định phá bóng an toàn của Hình Nguyễn sẽ đem về một tình huống phạt góc cho cầu thủ Chùa Cồn. Phản công thủ Thiên Phượng, Điệp Nguyên. Người chủ động dâng cao đó là thủ thành Duy Hiếu bên phía thủ Chùa Cồn. Hoàng Phi công bằng Duy Mèo phản công cho Thiên Phượng. Quả người rất tay đến từ Điệp Nguyên. Duy Đình quyết định rất đẹp ngay của Duy Đình chứ không phải đường chuyền về cho Điệp Nguyên. Rất đẹp. Dường như đã không có tình huống không hiểu với nhau giữa các đồng đội bên phía cầu thủ Thiên Phượng. Trần Bảng quyết định dứt điểm ngay của Huân Nguyên. Và đường bóng đi lên vị trí của khán đài. Tình huống phát bóng lên rất cao. Bóng trở kiểm về quyền của sao cầu thủ Thiên Phượng. Bóng vẫn ăn Duy Đình. Rất điểm ngay. Minh Quyết vào sân và đã có rất nhiều cơ hội dứt điểm về phía khung thành các thủ Chùa Cồn. Nhưng Minh Quyết chưa một lần thành công. Duy Mèo, Đạt Bé. Đường bóng không qua được hòn đá tảng bên phía thủ Thiện Vượng đó là công bằng. Duy Hiếu. Và sẽ có 3 phút bù giờ cho hiệp đấu thứ hai của trận bán kết hai. Huân Nguyên và bên phía cầu thủ Thiện Phượng có thử tay ngồi người tiếp theo khi Duy Ninh sẽ là người rời sân.
Và người vào sân đó là Quỳnh Búp Bê. Hình Nguyễn. Điệp Nguyễn có thể dứt điểm ngay. Một tình huống dứt điểm không trúng đích của Hình Nguyễn. Chỉ còn những phút thi đấu bù giờ trong trận đấu bán kết thứ hai mà thôi. Tụng Dô Dô, Đạt Bé, Linh Vô. Bóng được phá lên bởi Tụng, bởi Quỳnh Vô Bể. Người vào dứt điểm cho cầu thủ chờ còn đó là Tụng Dô Dô. Bóng lên cho cầu thủ Thiên Phượng. Và bên phía cầu thủ Thiện Phượng có sự thay đổi người tiếp theo khi Hoàng Phi sẽ rời sân. Và người vào sân sẽ là Đô Dù. Phạt góc cho cầu thủ Thiện Phượng. Đỗ Du vào sân và đã có một tình huống mang về một quả phạt góc cho cầu thủ Thiện Phượng. Bình Quyết. Bóng trở về kiểm soát của thủ thành Duy Hiếu. Và trận đấu cũng đã khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về cầu thủ Thiện Phượng. Và cả hai cái tên sẽ bước vào trận chung kết trong ngày 12 tháng 11 năm 2023 sẽ là FC Thiện Phượng và FC Anh Em Trần. Một đại diện đến từ huyện Trực Ninh và một đại diện đến từ huyện Hải Hậu sẽ tranh tài trong ngày 12. Và buổi tường thuật trực tiếp của chúng